Ok, xin chào anh em. Hôm nay em là Tú và hiện tại em đang ở cơ sở 78 Trần Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội. Thì hôm nay em có một kèo giao lưu lên đời đổi cát với anh Quyết ở Sơn La. Thì cũng vừa sáng nay em đã phải chạy lên bến xe Mỹ Đình cách cửa hàng em khoảng tầm hơn 10 km thì em mới nhận được cái bưu phẩm mà anh Quyết gửi lên. Anh Quyết thì sẽ đổi một chiếc Maurice Lacroix World Time lên một chiếc Hub Lót Classic Fusion size 42 mm hàng lướt mà bên em mới về. Thì đây là một cái bưu phẩm mà anh Quyết gửi lên. Anh em có thể thấy anh Quyết của anh cực kỳ kỹ càng bởi chúng ta rất là cẩn thận bởi những cái đồ đắt tiền như thế này. Thì bây giờ anh sẽ mở cái bưu phẩm này ra để anh em thấy được cái mẫu đồng hồ này. Và tất nhiên là khi mà em nhập lại cho anh em thì em sẽ cũng sẽ phải kiểm tra qua một chút về tình trạng cũng như là chức năng. Và chiếc này của anh Quyết thì anh ấy có bảo là anh ấy mua của một bên chỉ có đồng hồ nên em vẫn sẽ thu lại cho anh ấy để anh ấy hỗ trợ lên đời một chiếc Hub Lót kia trải nghiệm thích hơn. Thì đây là chiếc chiếc Maurice Lacroix World Time mà em muốn giao lưu với anh Quyết đó. Chiếc này thì có thể nói là một chiếc đồng hồ khá là đẳng cấp cũng như là một chiếc đồng hồ khá là phức tạp. Có chức năng World Timer. Em này thì sẽ có size, em nghĩ nó sẽ có size tầm khoảng 42 mm đó. Về chức năng thì em sẽ kiểm tra qua về chức năng giờ World Time này và lịch ngày đó, và bộ máy bên trong có chuẩn size hay không, kiểm tra ngoại quan ở bên ngoài tình trạng có bị cấn móp sức xăm gì hay không đó. Sau đó thì em sẽ quyết định thu lại cho anh Quyết để anh ấy lên đời một chiếc Hub Lót ngon nghẻ hơn. Ngoài bán đồng hồ thì em cũng có giao lưu đổi các tất cả các mẫu đồng hồ mà anh em muốn trao đổi lên đời, miễn là đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng. Em luôn ưu tiên đồng hồ Rolex Omega. Thì chiếc này anh Quyết đeo cũng khá là vừa tay của em thì em sẽ thử lên tay cho anh em. Anh có thấy khi mà em đeo lên tay cảm giác rất đẹp đúng không? Rất khỏe, đẹp, sang trọng. Còn video mà em gửi ship hàng chiếc Hub Lót cho anh Quyết thì em xin phép em làm một cái video tiếp theo. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.